Mến chào tụi con yêu dấu. Qua tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu qua bài 30, đó là vai trò của chăn nuôi. Hôm nay chúng ta qua bài tiếp theo, đó là giống vật nuôi. Trong chăn nuôi, giống vật nuôi luôn luôn có một vai trò quan trọng. Vì sao? Vì giống tốt thì năng suất chăn nuôi mới cao. Vậy giống vật nuôi có vai trò như thế nào và giống vật nuôi là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu bài 31 giống vật nuôi cho thầy nha. Bài này chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là khái niệm về giống vật nuôi. Phần thứ hai là vai trò của giống vật nuôi đối với chăn nuôi. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là thế nào là giống vật nuôi. Tụi con quan sát hình cho thầy. Hình đầu tiên là chú vịt cỏ. Vịt cỏ chúng ta quan sát thấy rằng thấy màu lông nó có nhiều màu lông khác nhau, tầm vóc thì nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi. Chúng ta quan sát hình số 2, đây là bò sữa Hà Lan. Con thấy đây nè, bò sữa Hà Lan là chủ yếu có màu lông lan trắng, đen, cho sản lượng sữa cao. Rồi qua đến vật nuôi thứ ba đó là heo Landerac. Con thấy ha, heo Landerac chúng ta thấy là lông da trắng tuyền, tai to mềm rũ xuống che lớp mặt, thân dài mình thon và tỷ lệ nạc cao. Chúng ta thấy vịt cỏ có nhiều màu lông khác nhau, có tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn. Bò sữa Hà Lan là chủ yếu có màu lan trắng đen, còn heo Landerac là lông da trắng tuyền, tai to mềm rũ xuống che lớp mặt, thân dài mình thon. Thì những đặc điểm này người ta gọi đó chính là ngoại hình của vật nuôi. Rồi thấy rằng vịt cỏ là khi đẻ trứng á, thì trứng nhỏ ha, tỷ lệ phôi cao. Còn bò sữa Hà Lan là sản lượng sữa cho rất là cao. Và đối với heo Landerac là tỷ lệ nạc cao. Thì những cái này người ta gọi là tính năng sản xuất. Rồi tụi con quan sát đây. Bây giờ người ta thấy là người ta nuôi những con gà nó có giá trị nè. Gà này người ta gọi là gà đông tảo, hay người ta gọi đó là gà đông cảo. Chúng ta thấy. Rồi đây là heo này, thấy chưa? Đây chú heo nó thấy bụng nó xệ xuống, đó là heo mòi. Rồi chúng ta thấy là những chú gà này nhỏ bé nè, đó mà mấy anh đá gà thích lắm nè, đó là ta gọi là gà tre. Thì giống vật nuôi là gì? Con thấy đó là sản phẩm do con người tạo ra, thấy chưa? Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định và có số lượng cá thể nhất định. Tụi con nhớ nè, những điều này thứ nhất là phải là sản phẩm do con người tạo ra. Rồi mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau. Ví dụ như vịt cỏ là ngoại hình như thế nào, là những con vịt cỏ khác đều giống nhau như thế. Rồi năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, là trong một điều kiện nuôi giống nhau thì nó cho năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, được chưa? Rồi tính di truyền ổn định, nghĩa là di truyền là nó truyền lại từ đời đầu cho đến những đời tiếp theo đều rất là ổn định, và nó phải có một số lượng cá thể nhất định nào đó. Thì như thế người ta mới gọi nó là giống vật nuôi. Rồi phần 2 đó là phân loại giống vật nuôi, và phần 3 là điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi. Thì hai phần này tụi con sẽ đọc sách giáo khoa cho thầy. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua phần 2, đó là vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. Con thấy nè, đây là bò Hà Lan, còn đây là châu Mura. Thì đối với bò Hà Lan cho sữa thì tỷ lệ mỡ của nó chiếm từ 3,8 đến 4%, nhưng mà châu Mura thì tỷ lệ mỡ của nó là cao hơn rất là nhiều, nó đến 7,9%. Rồi chúng ta quan sát cái bảng ở trên. Đối với gà Le Go á, là năng suất trứng là 250 đến 270 quả trên một năm của một con. Gà ri á thì là ít hơn rất là nhiều, các bạn thấy không? Là 70 quả đến 90 quả trên năm trên một con. Còn bò Hà Lan á thì là sữa của nó là một năm của nó là đến 5.500 lít sữa đến 6.000 lít sữa,
Còn bò xin á thì một năm nó cho đến 1.400 đến 2.100 thôi. Được con thấy nhìn qua này chúng ta thấy là vai trò của nó là gì nào? Đó là giống vật nuôi quyết định đến cái gì? Đó là quyết định đến năng suất chăn nuôi. Thấy chưa? Cái đầu tiên của vai trò là quyết định đến năng suất chăn nuôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Heo Landrace là khối lượng thịt là cho là 350 kg, nhưng mà lợn ỉ là 50 đến 60 kg mà thôi. Rồi đến Việt, con thấy đó, quan sát đây, cái tỷ lệ nó khác nhau, con thấy không? Và tỷ lệ mỡ này, giờ quan sát đến đây là bò vàng Việt Nam á là cho tỷ lệ phần trăm mỡ trong sữa là 3,8 đến 4%, nhưng mà châu Mura đó thì là đến 7,9 phần trăm lợn. Thì con tụi con thấy nhìn đây, cái này người ta đến năng suất nè, còn cái này người ta có đến gì đó là chất lượng sản phẩm. Thì cái vai trò thứ hai quyết định đó là gì? Chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Thì tụi con thấy vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi nó có hai vai trò. Thứ nhất đó là quyết định đến năng suất chăn nuôi, và thứ hai đó là quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Thì qua bài này tụi con nắm cho thầy những vấn đề như sau. Thứ nhất, thế nào là giống vật nuôi? Chúng ta phải biết được những chính như sau. Thứ nhất đó là sản phẩm do con người tạo ra, thấy chưa? Rồi mỗi giống vật nuôi như thế nào là đặc điểm ngoại hình giống nhau, là những vật nuôi cùng một giống thì đặc điểm ngoại hình đều giống nhau hết. Rồi năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, tức là trong một điều kiện chăm sóc của người chăn nuôi thì năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau. Rồi có tính di chuyển ổn định, có số lượng cá thể nhất định. Còn vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi thì con nhớ cho thầy hai vấn đề. Thứ nhất là quyết định đến năng suất chăn nuôi. Thứ hai là quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Rồi, chào tụi con, bài chúng ta đến đây là hết. Chúc tụi con học tốt.